Chào mừng bạn quay trở lại với MInvest, mình là Minh và chúng ta lại gặp nhau ở trong series talk show có tên là Trải. Và trong những cái tập trước thì mình đã có cơ hội để mời và ngồi nói chuyện với rất rất nhiều các bạn khác nhau, từ những cái bạn thua lỗ rất là nhiều này, đến những cái bạn có phong cách mà trading cũng là phong cách phân tích rất là độc lạ theo cảm giác, theo cảm tính và theo những cái hình thái riêng của các bạn ý. Và ở trong cái tập ngày hôm nay thì một lần nữa lại là một cái nhân vật thực sự rất rất là đặc biệt, bởi vì bạn ý đã phải trải qua cái hành trình là thua lỗ và vay nợ với số tiền khá là lớn. Đối với cá nhân mình, theo mình thấy là như thế, con số khoảng là 1 tỷ đồng. Và rất nhiều khó khăn cũng như là rất rất nhiều những cái điều mà mãi cho đến thời điểm hiện tại, khi đến thời điểm này, ở trong cái buổi ngày hôm nay, mình mới có cơ hội để ngồi nói chuyện và mong được là bạn có thể mở lòng hơn để chia sẻ về những cái thất bại cũng như là những cái điều đã diễn ra trong quá khứ. Vì các bạn biết được đấy, những cái điều mà thành công thì chia sẻ bao giờ nó dễ hơn, nhưng mà những cái điều thất bại và những cái điều mà có thể là sai lầm trong quá khứ là những cái câu chuyện mà khó, rất khó để có thể mở lòng và có thể chia sẻ lại thêm một lần nào nữa với một người lạ. Và cũng để cho các bạn biết được là cái nhân vật chúng ta, thì mình sẽ hỏi em ý là không biết là em có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân để cho anh cũng như những cái bạn đang xem video ngày hôm nay được biết và hiểu qua về câu chuyện và về bản thân của em được không? Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền, thì các bạn thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình. Xin lưu ý, đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên YouTube, bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc đơn giản hơn là các bạn thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm. Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong khung thời gian ngắn hạn. Các bạn thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969 156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Vâng, em chào anh. Chào các bạn đang xem chương trình talk show của MInvest. Em năm nay 35 tuổi, em đang làm trader full time và sinh sống tại Hà Nội. Thì với MInvest thì em đã xem anh từ những video từ những ngày đầu tiên của anh và em cũng rất là thích kênh MInvest vì những thông tin bổ ích mà anh đã chia sẻ với tất cả mọi người. Em ấn tượng nhất là cái series về cứu cháy của anh. Em cảm thấy nó giúp ích rất nhiều cho cộng đồng và cho mọi người. Thì thực ra đấy là những cái câu chuyện có thật và anh rất là muốn là mọi người thoát ra khỏi những cái hoàn cảnh nó khá là hiểm nghèo như thế và khá là ngặt nghèo. Và cũng một lần nữa thì cảm ơn em vì đã luôn dành thời gian cũng như là dành tình cảm cho MInvest. Thì về câu chuyện của bản thân thì em để chia sẻ thêm là em đã biết đến cái việc đầu tư tài chính cũng như là những cái lĩnh vực này từ thời điểm nào hay không? Em bắt đầu biết đến cái lĩnh vực tài chính từ năm 2016. Thì khi đấy thì em vẫn là một nhân viên văn phòng hành chính bình thường thôi. Thì trong quá trình làm việc và trong quá trình mà lướt web thì em có thấy được rất nhiều quảng cáo về những cái lời mời tài chính ở trên quảng cáo rất là nhiều. Thì ban đầu thì em cũng không quá để ý đâu, bởi vì nó rất là nhiều. Thì nó giống kiểu mưa dầm thấm lâu anh. Thì nhìn thấy nhiều thì nó cũng gây cho mình cái tò mò và bắt đầu mình cũng thử, cũng tìm tòi. Thì đầu tiên thì em cũng đăng ký thử, em cũng chỉ giao dịch demo thôi. Và em bắt đầu cũng thấy là cũng khá là hay, nên là em bắt đầu tìm hiểu sâu thêm một chút. Thì em cũng lập tài khoản Riu và cũng gọi là nạp tầm đâu đó ít thôi, tầm 20 đô để giao dịch thử. Thì đấy là con đường mà em bắt đầu biết đến giao dịch. Và bắt đầu từ những năm 2016-17. Anh thấy đấy một khoảng thời gian nó cũng rất rất là lâu rồi chứ, đúng không? Vâng. Anh thấy một cái điều như này là khi mà các bạn tham gia thị trường tài chính cũng như là tham gia vào những cái nơi mà đầu tư ấy, thì cái mong muốn và cái ước muốn đầu tiên của bạn là làm giàu nhanh và kiếm làm như nào để rất rất là nhiều tiền trong khoảng thời gian nó ngắn. Thì đối với em ở trong thời điểm đấy thì em có cùng cái suy nghĩ và có cùng cái gọi là cái kỳ vọng như vậy hay không? Lúc đầu thì em tham gia thì cũng không với cái mục đích là kiếm tiền và làm giàu, bởi vì như em nói với anh là em chỉ là tò mò vào và tìm hiểu và lập tài khoản thôi, chứ không có cái mục đích là tìm hiểu chuyên sâu. Nhưng mà sau khi mà em đánh thử demo và có nạp một ít tiền thì em cũng thấy là giao dịch nó cũng khá là ok, vì em cũng kiếm được lợi nhuận cũng rất là nhanh. Thì bắt đầu sau đấy là em nạp thêm đâu đó tầm 500-600 đô gì đấy. Thì
bắt đầu thì lúc đấy tài khoản nó cũng có lên, nhưng mà sau đấy thì nó cháy rất là nhanh. Như anh biết thì cái gì nó nhanh đến và nhanh đi. Tài khoản của em sau khi cháy thì em cũng bắt đầu là cũng có một cái gì đấy mình tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về các mô hình nến, các phương pháp giao dịch tất tần tật. Thì từ lúc đấy thì em mới bắt đầu có một cái nhìn nó nghiêm túc hơn về cái lĩnh vực tài chính này. Thì sau đấy thì cũng có thắng có thua. Em nhớ là cái lần mà có thể là thắng nhiều nhất của em là rơi vào giữa năm 2019, đâu đó em cũng kiếm được tầm 7.000 đô. Thì em thấy là cũng thị trường này cũng khá là tiềm năng, nhưng em cũng muốn tìm hiểu sâu hơn vào cái thị trường này. Thế thì còn về gia đình của em trong thời điểm đấy, ví dụ như vợ em trong thời điểm đấy thì có ủng hộ em hay là có biết em làm những cái công việc như vậy không? Có, em thì với gia đình thì những công việc hay là những bất cứ những cái khoản đầu tư nào thì em đều nói và cũng muốn là mọi người có đưa ra cho mình một cái lời khuyên gì đấy. Thì lúc đấy thì em cũng có nói chuyện với cả vợ em, thì vợ em thì cũng đồng ý, cũng ủng hộ. Và nhất là sau khi mà mình kiếm được một khoản tiền cũng khá là ổn ở cái thị trường đấy, đâu đó tầm 7-8 nghìn, thì vợ em cũng khá là ủng hộ. Nên là về cái lĩnh vực, về cái khía cạnh ở gia đình thì em lại không bị quá áp lực. Em chỉ cảm thấy mình bị áp lực từ thị trường là nhiều. Thế thì có vẻ như cái giai đoạn đấy là giai đoạn khởi đầu cái gì nó đang rất là màu hồng ấy. Thế sau đấy thì sao? Thì bao giờ cái màu hồng nó chuyển sang cái gam màu khác, nó tối hơn và nó vất vả hơn dành cho em? Vâng, sau đấy thì sau khi có những cái khoản lợi nhuận thì em cũng cảm thấy là thị trường này nó cũng khá là ok. Nó kiếm tiền thì nó cũng rất là dễ, nó cũng không khó và cũng là rất là nhanh chứ. Vì anh thấy lương văn phòng em đi làm thì không biết bao nhiêu lâu để có thể kiếm được 7.000 đô. Thì sau đấy thì em có nạp thêm, cũng đầu tư cũng mạnh tay. Thì sau khi mà cũng có một khoản lợi nhuận từ thị trường rồi thì em có đầu tư vào dầu. Lúc đấy là nó rơi đâu vào đâu đó tầm giá là tầm 20, xong rồi xuống 10. Thì em vẫn lạc quan, là em vẫn nghĩ là nó sẽ lên tiếp, bởi vì em thấy là giá nó đang rất là thấp mà mình có thể gom thêm. Khi giá nó xuống đến 5 thì em cũng bắt đầu là có một cái gì đấy nó hoang mang rồi. Và sau khi mà giá nó xuống đến âm luôn thì thật sự là lúc đấy là em rất là stress, vì mọi thứ nó không như mình dự định, nó đang đi ngược hết tất cả mọi thứ, những gì mình dự tính ban đầu. Thì lúc đấy là cái lúc mà em đang phải gồng lỗ, đâu đó rơi vào tầm 900 triệu rồi. Thì cái lúc đấy là cái lúc mà mọi thứ với em nó không còn là màu hồng nữa. Nó đang tối sầm, nó gọi là một màu đen bao phủ rồi. Vì trước đấy thì sau khi kiếm được lợi nhuận từ thị trường thì em cũng đã tự tin nghỉ việc để chuyển sang làm trader full time luôn, và mọi người cũng ủng hộ và tin tưởng em. Mà bây giờ tự dưng mình lại thua lỗ một khoản rất là lớn như thế này, em rất là sợ mọi người biết. Và lúc đấy thì em cũng sợ là niềm tin của mình với cả mọi người nó sẽ không còn nữa, nên là em rất là sợ. Thì anh cũng nhớ cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà tháng 4 năm 2020 gì đấy, mà lúc đấy dầu nó cứ đi xuống và anh kỳ vọng là dầu nó không thể nào nó xuống, mà nó không thể nào nó rẻ hơn cả nước được. Dạ vâng. Mà thực tế nó vẫn xuống, và nó thậm chí còn xuống cái mức là nó âm luôn. Vậy thì 900 triệu đối với em là một cái số tiền lớn, và đối với anh cũng như thế. Thì cái số tiền đấy là em có vay mượn không? Anh nghĩ là có chứ, đúng không? Dạ vâng. Thì trong cái khoản 900 triệu đấy thì đâu đó chỉ rơi vào tầm 200 triệu là vốn của em bỏ ra thôi. Còn lại là tiền vay ngân hàng, tiền vay bạn bè, người thân tất tần tật rất là nhiều. Cả tiền vay lãi cũng có. Và khi mà em vay để em gồng cái khoản âm đấy rất là nhiều. Và sau khi mà mất trắng tất cả như thế thì nói thật là với anh là lúc đấy là em đã stress rất nhiều, rơi vào khủng hoảng. Và lúc đấy thì mình không biết là phải làm thế nào, phải giải quyết thế nào, và cũng không dám đối diện với cả mọi người trong nhà. Em có bỏ đi ra ngoài mất đâu đó một tuần, hai tuần gì đấy để cảm giác, để mình bình ổn lại tâm lý và tìm cái cách, tìm hướng giải quyết.
Thì sau khi mà bình tâm lại thì em cũng nghĩ là thay vì bây giờ mình cứ trốn chạy như thế này thì mình nên quay về và đối diện với cả những sai lầm mà mình đã tạo ra và xin lỗi mọi người và làm lại từ đầu. Thì lúc đấy là cái lúc mà em vực dậy tinh thần và để quay lại bắt đầu làm lại từ đầu, từ con số 0 luôn. Nhưng mà cái thời điểm đấy em bỏ ra đi là em không nói với gì với ai ở nhà đúng không? Vâng. Thì anh thể hỏi là em đã đi đâu và em đã có những cái gì mà mình đã có cái giai đoạn mình thức tỉnh như thế? Em không dám nghe máy mọi người, cũng không dám đối diện với mọi người, nên là em cũng tắt máy hết. Dù biết là mọi người sẽ lo cho mình nhưng mà cái lúc đấy thì em cũng không nghĩ được nhiều. Thì em có đến ở nhà bạn, thì cũng là một người bạn chơi thân với em thôi. Thì em có nhắn là đừng có để gia đình em biết tại cái thời điểm này. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì em cũng hay lang thang công viên, cũng hay ngồi nghĩ, bởi vì những chỗ đấy nó hay cho mình cái cảm giác nó bình yên, nó không quá xô bồ tấp nập như ở đường phố trong nội thành. Thì cái lúc đấy là cái lúc mà tinh thần em nó được bình tâm lại để nghĩ lại, để có thể vực dậy được cái tinh thần ấy từ chính bản thân mình thôi. Nói chung là một khoảng thời gian rất là khó đúng không? Thì sau khi em trở về nhà thì em với gia đình và với vợ đã có cái hướng nào để xử lý cái khoản nợ một con số rất là lớn như vậy? Vâng, cái lúc mà em quyết định về và em nói hết với cả mọi người thì lúc đấy là mọi người cũng không ai trách cứ gì mình cả. Vì làm ăn thì cũng có thắng có thua. Thì không may thì nó thua lỗ thì vợ em thì cũng sẵn sàng đồng hành cùng mình. Thì lúc đấy thì cái hướng giải quyết của em trước mắt đó là phải có được cái nguồn thu nhập ổn định nữa. Nên em quyết định là đi xin lại vào công việc văn phòng. Vì những cái em đã làm trước đây, có những kinh nghiệm trước đây em có, thì công việc văn phòng thì em cũng tìm cũng không phải là khó. Nhưng mà cái đồng lương thì nó không được cao. Nên là em cũng dự tính là cái khoản nợ đấy em sẽ trả trong vòng tầm đâu đó tầm dự kiến là 3 năm. Thì cái lương văn phòng thì em sẽ để vào chi phí sinh hoạt và một phần, còn lại là một phần thì sẽ dùng để trả bớt phần lãi nợ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy thì khi mà tâm trạng và tinh thần nó bình ổn rồi thì mình có cái đam mê với cả trading rồi, nên là em vẫn tìm về với cả nó. Nhưng mà lần này thì em từ tốn hơn. Em chỉ nạp đâu đó tầm 200 đô và bắt đầu giao dịch. Không quá vội vàng mà bắt đầu kỷ luật bản thân và kỷ luật khi mà mình vào lệnh luôn. Đâu đó em cứ tích dần sau 1 năm có thắng có thua và kỷ luật nữa thì em đâu đó rơi vào khoảng 3.000 đô tiền lãi em kiếm được. Và cái khoản nợ của em thì em cũng trả được sớm hơn so với dự tính. 3 năm thì đâu đó tầm hơn 20 tháng là em đã trả được hết rồi. Và cũng kiếm được tầm một số vốn nhỏ từ trading. Và em cũng thấy là cái nghề này nó là cái nghề mà em có thể gắn bó được với cả đời rồi. Thế thì cái lúc mà em bắt đầu lại thì em có cảm giác là kiểu sợ không? Kiểu sợ sẽ thất bại thêm một lần nữa. Vì thất bại trong quá khứ mình với thất bại nó khá là nặng nề và nó khá là lớn rồi. Có chứ anh. Em cũng sợ chứ. Bởi vì cái thất bại trong quá khứ nó quá là lớn mà nó ám ảnh em rất là nhiều. Nên là khi mà em giao dịch lại thì em cũng chỉ dám đi những cái lót nhỏ hoặc là những cái lệnh rất là nhỏ thôi. Để đâu đó mình tìm lại sự tự tin của bản thân. Thì lúc đấy mình ấy bắt đầu giao dịch nhiều hơn. Và tìm kiếm được lợi nhuận cũng nhiều hơn. Vì cái lúc đấy là vợ em cũng động viên, vợ em cũng kêu là em thấy anh có khả năng và em tin anh trong cái lĩnh vực này anh làm được. Và trước đấy thì anh cũng kiếm được lợi nhuận thì em nghĩ là điều đấy không khó với anh. Nên là em đã tự vượt qua bản thân, tự vượt qua những cái ám ảnh trong quá khứ để có thể bước tiếp trên con đường trading này. Thế thì còn về cái phương pháp đi, cái phương pháp giao dịch của em, cái phương pháp phân tích nhận định của em, anh nghĩ là nó cải thiện rất nhiều so với thời điểm trước đây chứ, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Trước đây thì những cái phương pháp thì em tìm rất là nhiều,
nào là indicator miễn phí, free cũng có, bỏ phí ra mua của bên nước ngoài cũng có, rất rất là nhiều. Em tìm cái gì cũng học, cái gì cũng tìm, thì em mới thấy được là những cái cơ bản nhất như MA, như Bollinger Band hay là MACD thì nó vẫn là cái gọi là hiệu quả nhất. Và em học và em luyện tập chuyên sâu về những cái đấy, 7 đường MA, Bollinger Band và MACD, em chỉ dùng những đấy thôi. Và đến thời điểm hiện tại em vẫn dùng những cái indicator đấy. Và em nhớ là có một lần ở trong những cái diễn đàn về trading thì có một anh có comment và em cũng đọc và em cũng ấn tượng đến giờ. Đấy là nhiều người, người ta không dùng chỉ báo, nên là họ nói những người dùng chỉ báo là những người phụ thuộc, và những người trader mà không có chỉ báo thì không thể làm gì được. Họ làm cho mình có cái cảm giác như là dùng chỉ báo thì không thể nào mà giỏi bằng họ. Thế là em thấy anh ấy comment của anh ấy cũng nói cũng đúng. Em cũng nhắn tin, cũng họ cũng bắt chuyện, cũng hỏi anh ấy, nhờ anh ấy chỉ giáo cho một vài, thì anh ấy cũng chỉ cho một ít một ít một, thì đâu đó em cũng hoàn thiện hơn cái phương pháp giao dịch của chính bản thân mình. Và em thấy là đến thời điểm hiện tại thì em thấy là nó tỷ lệ thắng nó cũng khá là ok. Coi như đấy là một người kiểu quý nhân của em, cũng giúp đỡ em ở trong cái đoạn đấy, đúng không? Cái tia sáng của em. Vậy thì đến thời điểm hiện tại là em cũng không còn những cái vất vả về tài chính nữa, thì ngoài việc đầu tư em thì em có mở rộng ra những thị trường khác không? Ví dụ sang chứng khoán hoặc sang crypto hay sang bất động sản gì đó? Em có, em cũng đang tìm hiểu và cũng đang đầu tư thêm về cái mảng chứng khoán cơ sở hay chứng khoán phái sinh. Còn về cái khoản crypto thì em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa chuyên sâu lắm. Nhưng mà cái trải nghiệm về việc trading nó phân tích ấy, nó mang lại cho em trải nghiệm tốt chứ, đúng không? Ở trong thời điểm hiện tại. Dạ vâng. Nó mang lại cho em rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Tất tần tật, từ tham lam có, từ hy vọng có, thất vọng có, tất tần tật rất là nhiều. Nên là em thấy là với mọi người thì cái việc quản lý cảm xúc và quản lý vốn nó rất là quan trọng. Mọi người nên, em cũng khuyên mọi người luôn là theo những gì em từng trải qua thì em thấy là mọi người nên quản lý vốn thật là kỹ, thật là kỷ luật, và quản lý cảm xúc của chính bản thân mình. Đấy là những cái rất là khó một người trader mới phải làm được để bước tiếp trên con đường này lâu dài hơn. Đấy là những gì mà em nghĩ. Đấy là cái bài học rất rất là lớn của em mà em đã có được, đúng không? Thì bản thân anh thì anh rất là đồng ý với em, bởi vì anh biết được là khi mà mình tất cả mọi thứ nó diễn ra tốt đẹp ấy, thì đâu đấy cái lòng tham mình lại trỗi lên và mình lại muốn được nhiều, kiếm được nhiều tiền hơn. Và chính những cái đấy lại làm cho mình lại là người mà bị thua lỗ và bị mất tiền nhiều hơn, đúng không? Vâng. Và những cái con đường mà phân tích và những con đường mà đến cái thành công, anh nghĩ nó không phải là con đường dễ. Thì đối với những cái người mới thì một lần nữa thì cái lời khuyên thực lòng của em dành cho những bạn đấy, vì anh cũng không muốn ai phải trải qua những cái tình huống mà như em trong quá khứ nữa. Vâng, qua đây thì em cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trader mới bước chân vào thị trường, đó là nếu mà mọi người mà muốn bước đi xa và đi lâu với cả thị trường thì mọi người nên chuẩn bị cho mình, một là tài chính phải vững, hai là quản lý dòng tiền, quản lý vốn nó phải chắc chắn, và mình phải có kỷ luật trong cái thị trường này. Vì em thấy là ngoài những áp lực về cơm áo gạo tiền, áp lực về công việc ở tại công ty, thì thị trường này nó cũng cho mình một cái áp lực rất là nặng. Nên là mọi người phải quản lý được vốn, quản lý được cảm xúc của mình thật là kỷ luật, thì lúc đấy em nghĩ là mọi người sẽ có được những cái thành quả, có được những cái lợi nhuận từ thị trường mà mọi người mong muốn. Nên tất nhiên là chúng ta nên đi theo con đường mà nó ổn định và nó bền vững, thay việc là chúng ta muốn nhanh và muốn nhiều trong khoảng thời gian ngắn, đúng không? Yeah. Thì một lần nữa thực sự là rất là cảm ơn em vì đã dành thời gian tham gia trong buổi phỏng vấn cũng như là buổi nói chuyện ngày hôm nay. Vì anh biết được là để chia sẻ lại về những cái thất bại cũng như là những cái điều mà xảy ra trong quá khứ nó cũng khó. Nhưng mà dù gì đấy nó cũng sẽ là những cái bài học và là những cái mà mình cần phải có để mình có trong thời điểm ngày hôm nay. Một người mà vững vàng hơn, một người có kiến thức nó chắc chắn hơn. Thì anh không biết nói gì hơn, vì em đã làm rất là tốt những cái điều mà người đàn ông đã làm, và
anh chỉ biết chúc em ở trong thời điểm sắp tới là mình sẽ vững mạnh hơn và mình sẽ ổn định hơn dần dần về tất cả mọi mặt trong thời gian tới. Và một lần nữa thì cảm ơn em rất nhiều vì đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và đó, như các bạn đã thấy ở trong câu chuyện ngày hôm nay, nó là một cái câu chuyện mà có thể các bạn sẽ thấy hình ảnh của bạn ở trong đấy. Chúng ta sẽ có những cái lần thua lỗ, những cái lần mà chúng ta thất bại vì chúng ta chưa hiểu biết và chúng ta chưa có kinh nghiệm. Và đây là những điều mà mình vẫn luôn nói với các bạn rất rất là nhiều lần rồi, là những cái thị trường các bạn đang xem ấy, vàng, dầu, chỉ số Bitcoin, thực sự nó không phải nơi dễ để kiếm tiền. Và các bạn chắc chắn sẽ mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư nếu các bạn không kinh nghiệm và các bạn không kiến thức. Thì rất là mong qua những buổi phỏng vấn và những buổi chia sẻ như thế này thì mình sẽ giúp cho bạn hiểu thêm được về những cái khó khăn cũng như là những cái vất vả của những cái người mà đã có những cái sai lầm và có những cái chưa thành công ở trong quá khứ. Và rất là mong các bạn trong thời gian tới thì các bạn sẽ không lặp lại những cái tình trạng và những câu chuyện như thế nữa. Cảm ơn các bạn luôn dành thời gian để theo dõi Em Invest, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.